Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới nhất. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc thì với nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, Tin Việt xin tiếp tục gửi đến quý vị khán giả bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức mới nhất. Đáng chú ý trong bản tin hôm nay là thông tin về diễn biến đợt lũ thứ 3 đang xảy ra tại nước này. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Đập Tam Hiệp hướng đợt lũ thứ 3, 12 thành phố bên sông Dương Tử nguy cấp. Lở đất chặn sông ở Trung Quốc khiến khu dân cư và nhà máy điện gặp nguy hiểm. Trung Quốc dự báo thêm mưa lớn, nước sâu nhanh ở hồ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần, sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc. Chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm nay ở Thượng Nguồn vào chiều Chủ nhật vừa qua, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp tại dâng cao. Theo đài CCTN vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 m3 mỗi giây, dự kiến sẽ đạt 60.000 m3 trên giây vào tối cùng ngày. Những cơn mưa xối xả kể từ tối ngày hôm trước đã tàn phá khắp huyện Kiến Thủy, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180mm, chính quyền địa phương vào sáng Chủ nhật đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ 2 lên mức cao thứ nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể hơn là 560mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày Chủ nhật đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác. Từ sáng ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ 2, mưa lớn và dông bão dự kiến sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Tây, An Huy và Giang Tô. Trong đó, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180mm. Một số khu vực khác, lượng mưa hàng giờ hơn 70mm kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời các khu vực nguy hiểm. Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất. Tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ tính đến 11 giờ sáng ngày thứ Bảy, theo Ủy ban Cứu trợ và Giảm nhẹ thiên tai của tỉnh. Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán tỉnh An Huy vừa cho hay, 12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của đất nước này. 12 thành phố này nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Xà Hồ bao gồm thành phố Hợp Phì, Mạng Phụ và Vu Hồ. Ngày hôm qua, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà, An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước ở hồ Xà Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Các khu vực phía nam sông Hoài Hà, An Huy được dự báo tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày mai. Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm qua đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước. Ngày hôm qua, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C hoặc hơn 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho nắng nóng gay gắt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Đi kèm với tình hình mưa lớn liên tiếp thì một trận lở đất do lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra, chặn một con sông ở phía tây nam của thành phố Trùng Khánh, đe dọa các khu dân cư và một nhà máy điện gần đó. Theo Tân Hoa xã, trận lở đất 1,3 triệu mét khối đã tạo thành một hồ nước trên sông Yên Can, một nhánh của sông Vũ Giang, làng Lưu Dinh, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Hiện tại các chuyên gia nhận định sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Các quan chức đã sơ tán được 520 người dân cho đến thời điểm hiện nay. Trước đó vào hôm thứ Ba, một trận lở đất khác cũng đã xảy ra ở làng Maje, khu tự trị Aichi, Tujia và Miao ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 10.000 mét khối đất đã sụp xuống sông Thanh Giang, một nhánh sông của Dương Tử đã thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc theo sông Dương Tử bị ảnh hưởng. Vào tối ngày Chủ nhật vừa qua, theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp tục diễn ra trên nhiều nơi ở Trung Quốc trong tuần tới, gây thêm áp lực trên hệ thống phòng chống lũ lụt của nước này. Cụ thể, theo tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa ở một số nơi có thể lên tới 180mm. Trung tâm cho biết một số nơi ở những vùng này sẽ chứng kiến lượng mưa
lên tới 70mm mỗi giờ, đi kèm sấm sét và gió mạnh. Lũ lụt đã xảy ra dọc theo sông Trường Giang hay sông Dương Tử và các con sông lớn khác, khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người khác. Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc, từ các thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam cho đến Cam Túc, cách đó 1.000 km về phía Bắc, đã chứng kiến lượng mưa lớn trong 2 tháng qua với mực nước trên nhiều con sông đang ở mức nguy hiểm. Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc tại Hồ Thái, hồ nước ngọt lớn nhất nằm giữa hai tỉnh ven biển, dòng đó là Giang Tô và Chiết Giang. Mực nước đã vượt qua giới hạn an toàn trong 9 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, bộ này cũng cho hay mực nước tại các sông Trường Giang, sông Hoài và Hồ Thái đã giữ ở mức cao trong thời gian dài và đang có áp lực ngày càng tăng đối với các hệ thống phòng thủ lũ lụt. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan phụ trách theo dõi lũ ở lưu vực sông, cũng đang đưa ra cảnh báo về mực nước dâng nhanh ở thượng nguồn và tại hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo Tân Hoa xã, kể từ tháng này, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 64,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn mưa kỷ lục trong những tuần qua, dẫn đến trận lũ lụt tồi tệ nhất ở kính dòng này trong nhiều thập kỷ, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục dâng cao. Và giới phân tích từ nhiều chuyên gia thì nếu đã vỡ đập Tam Hiệp sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, được so sánh như là thảm họa của sóng thần. Hôm thứ Ba vừa qua, Tân Hoa xã dẫn lời giới chức tập đoàn Tập Cận Bình, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp, thừa nhận rằng một số cấu trúc ngoại vi nhất định của đập Tam Hiệp đã bị biến dạng do áp lực nước lũ. Cụ thể, 2,4 km đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ 3 ngày trước đó, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử chạm kỷ lục 61.000 mét khối. Tuy nhiên, theo tập đoàn đập Tam Hiệp, áp lực này kéo dài không lâu. Những bức ảnh về đập Tam Hiệp xả lũ để giảm áp lực đang làm dấy lên sự hoang mang về vật liệu của đập con đập có thể bị vỡ hay không. Thậm chí đã xuất hiện video mô phỏng hệ quả thảm khốc nếu đập Tam Hiệp vỡ. Theo tờ Wall Street Journal, thiệt hại sẽ là rất đáng ngại khi mà nhiều thành phố đã bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, khoảng 40 triệu người ở 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tính đến hôm Chủ nhật tuần trước, gây thiệt hại trực tiếp hơn 80 tỷ đô nhân dân tệ, tương đương 11,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị sập. Tuy nhiên, theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover Đại học Stanford, Mỹ, tất cả những con số trên sẽ không là gì nếu vỡ đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2006 với chi phí là 31 tỷ đô la Mỹ, 1,4 triệu người phải di rời để xây dựng con đập với mục tiêu là để giảm nguy cơ lũ lụt, tàn phá dọc theo sông Dương Tử, một vấn đề nan giải ở Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Lưu vực sông Dương Tử gần một nửa sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc và con sông chạy qua các thành phố lớn như Vũ Hán với 10 triệu dân. Khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm vào chiều Chủ nhật, thì áp lực đối với đập Tam Hiệp có thể nhanh chóng gia tăng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn vẹn cấu trúc của nó. Mặc dù một số sự cố của đập Tam Hiệp có thể không phải là mối nguy hiểm chính, tuy nhiên hậu quả địa chính trị của nó là đáng kinh ngạc để suy ngẫm. Ông Oslin viết trên tờ National Review nhận định rằng đó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl, một vụ nổ phản ứng hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Vỡ đập Tam Hiệp có sức công phá như sóng thần, đủ sức quét sạch hàng triệu mẫu đất nông nghiệp ngay trước khi đợt thu hoạch mùa thu, có thể dẫn đến tình trạng giống như hạn đói. Vì đây cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một sự cố vỡ đập sẽ dẫn đến tình trạng mất điện rất lớn. Cũng theo ông Oslin, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến vận chuyển đường thủy nội địa dọc theo sông Dương Tử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt ở hạ lưu, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế lớn ở Trung Quốc và trên thế giới. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, bão số 4 có tên Đỗ Quyên đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc. Khi tràn qua đảo Đài Loan, tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, bão có sức gió mạnh cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức 44,7 mm/giây. Cũng trong sáng nay, cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức màu đỏ để ứng phó với cơn bão này. Do ảnh hưởng của bão, một số địa phương thực thuộc các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang có mưa to và gió giật mạnh. Tại các thành phố Phúc Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến, lượng mưa đo được lên đến 260mm, vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 14. Còn tại các thành phố ven biển của tỉnh Chiết Giang như Ôn Châu, Ninh Ba, lượng mưa đo được từ 100 đến 180mm, gió giật cấp 10 đến cấp 13. Để đối phó với bão số 4 trước đó, cơ quan chức năng Trung Quốc đã huy động các lực lượng công an, quân đội túc trực tại những nơi xung yếu. Một số chuyến bay nội địa và quốc tế đã được hủy bỏ, đồng thời đóng cửa các cảng biển, trường học, hàng nghìn tàu cá được kêu gọi quay cho bờ hoặc được hướng dẫn vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc đang thống kê những thiệt hại do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên, do chính quyền và người dân các địa phương thuộc khu vực phía Đông Nam Trung Quốc đã làm tốt công tác phòng chống bão nên đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do bão số 4 gây ra tại Trung Quốc đại lục được đánh giá là không nặng nề như tại Đài Loan. Trước đó, vào đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay, bão Đỗ Quyên đổ bộ và gây thiệt hại tại đảo Đài Loan. Theo thống kê, cơn bão đã làm 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích và hơn 300 người khác bị thương. Lượng mưa trung bình đo được tại Đài Loan là 200mm. Cá biệt có những khu vực như Tây Bắc, lượng mưa đo được vượt trên mức 650mm. Các khu vực Đài Trung, Đào Viên,
gió giật cấp 14-15, vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 17. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong 24 giờ tới, bão Du Juan lại đi sâu vào đất liền thuộc địa phận tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới Nhất.